Nguyệt Hương và chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Nguyệt Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong số phát sóng 303 kỳ này qua chuyên mục Nhịp sống trẻ. Vừa qua, Nhà thiếu nhi quận 8 đã tổ chức lễ khánh thành thư viện điện tử và ra mắt website Nhà thiếu nhi quận 8. Sau 6 tháng triển khai thực hiện và thi công, đến nay công trình đã hoàn thành khá đẹp mắt, khang trang, phòng đọc sách thoáng mát, sạch sẽ với một kệ sách lớn, 4 bàn đọc sách, 11 bộ máy vi tính và 3.000 đầu sách. Website Nhà thiếu nhi quận 8 được đầu tư với giao diện bắt mắt, dễ sử dụng, giúp các em thiếu nhi và phụ huynh thuận tiện hơn trong việc theo dõi và đăng ký các lớp năng khiếu cho con em mình. Tối 17 tháng 11 tại công viên làng Qua Gò Chấp đã diễn ra đêm chung kết hội thi ý tưởng thời trang trẻ lần thứ nhất năm 2012 với chủ đề Sức trẻ công nhân ngành dệt may thành phố. Hội thi do Ban Thường vụ Thành đoàn phát động, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Sau thời gian triển khai và chấm thi vòng sơ khảo, từ 94 mẫu tham gia dự thi, ban tổ chức đã chọn 7 đội với 20 mẫu thời trang có chất lượng thiết kế đạt tiêu chuẩn bước vào vòng chung kết. Đêm chung kết hội thi diễn ra rất sôi nổi bởi những bộ trang phục dự thi ấn tượng do các thành viên đến từ các đội thi thể hiện. Với thiết kế sáng tạo và khả năng ứng dụng cao trong thực tế, ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể, giải thời trang dạ hội và thời trang công sở đẹp nhất cho các thành viên đến từ Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè. Các thành viên đến từ Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 cũng đã xuất sắc đạt giải thưởng thời trang công sở đẹp nhất. Hội thi ý tưởng thời trang trẻ lần thứ nhất năm 2012 chính là một sân chơi lành mạnh sáng tạo cho thanh thiếu niên thành phố có sở thích về thời trang và tìm phong cách riêng cho thời trang giới trẻ Việt Nam, đồng thời gợi ý cho các nhà sản xuất thiết kế các trang phục phù hợp để định hướng và tuyên truyền cho người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng may mặc Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 11, gần 300 thanh niên tình nguyện đến từ các đội công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia ngày hội kết nối tình nguyện năm 2012, được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày hội do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại ngày hội, các bạn đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người già, phụ nữ, trẻ em, thăm tặng quà các đối tượng xã hội tại trung tâm. Ngoài ra, các bạn còn quét dọn vệ sinh, trồng cỏ tạo cảnh quan tại các khu dành cho người già, chăm sóc vườn rau sạch của trung tâm, tổ chức các trò chơi dân gian và giao lưu với các em thiếu nhi. Đặc biệt, tại buổi tọa đàm nghề công tác xã hội, 19 đội hình tình nguyện tham gia ngày hội đã cam kết cùng trung tâm Chánh Phú Hòa thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho gần 1.000 đối tượng là trẻ em lang thang cơ nhỡ, người già, người khuyết tật đang sinh sống tại trung tâm. Điểm chính của hoạt động ngày hôm nay là để các bạn có điều kiện chăm lo và thực hiện cái công tác xã hội của mình trong ngày hội kết nối tình nguyện. Đây là một cái hoạt động mà để cho tất cả các câu lạc bộ đội nhóm liên kết lại với nhau để thực hiện trong ngày hội kết nối tình nguyện này. Ngày hội chính là môi trường để các câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện trên địa bàn thành phố giao lưu học hỏi gắn kết với nhau, đồng thời cũng góp phần nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, thể hiện sức sáng tạo của các tình nguyện viên, đội viên công tác xã hội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Các bạn, tại trường mầm non Họa Mi 2, không khí lúc nào cũng sinh động hơn. Các bé tỏ ra thích thú mỗi khi đến lớp và mỗi khi được cô giáo dạy làm những món đồ chơi từ các vật tái chế. Để hiểu hơn về những điều thú vị này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của ban biên tập truyền hình thanh niên tại trường mầm non Họa Mi 2. Đến trường mầm non Họa Mi 2, các bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi đồ chơi của các bé ở đây không phải là những chiếc xe, chiếc máy bay hiện đại bán ngoài thị trường. Dụng cụ dùng để dạy học và đồ chơi của các bé đều được các cô giáo dạy trẻ, dạy học trò tự làm bằng những vật tái chế. Ngày hôm nay, với chủ đề về giao thông, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Trang đang dạy cho các bé lớp chồi 3 làm đồ chơi từ những vật tái chế. Nắp hộp sữa, miếng xốp nhỏ, vỏ hộp thuốc tây hay chai nhựa đều trở thành vật liệu phục vụ cho giờ học.
Các bé rất thích thú và tỉ mỉ ngồi cắt dán những vỏ hộp thuốc tây, gắn thêm 4 chiếc nắp hộp sữa chua, tạo thành chiếc ô tô trông ngộ nghĩnh. Từ những chiếc ô tô do chính tay các em làm ra, cô giáo đã hướng dẫn các bé biết cách nhận biết tín hiệu đèn giao thông. Con rất thích những cái mấy cái đồ chơi này. Con đi học con còn vui hơn. Và khi buổi chiều chúng tôi trưng bày những sản phẩm ra thì phụ huynh rất là thích. Có những cái là phụ huynh cũng xin cho mang về để khoe với ông bà, ba mẹ ở nhà nữa. Nên tôi thấy là phụ huynh họ rất là thích. Và họ sẽ ủng hộ nhà trường nhiều về cái vật liệu nữa. Họ có thể là mang thêm thùng, mang thêm giấy, rồi mang vải, mang vóc để cho cô làm tiếp những cái món đồ chơi khác nữa. Dùng vật liệu tái chế làm đồ chơi và dụng cụ dạy học, các cô giáo không những tiết kiệm kinh phí cho trường mà còn dạy cho các em học sinh của mình ý thức bảo vệ môi trường, khơi gợi sự sáng tạo của các bé. Đồng thời, không quên dạy cho các bé sống sẻ chia với bạn. Mỗi khi có sinh nhật bạn cùng lớp hay sinh nhật các bạn lớp dưới, các bé sẽ lấy những đồ chơi do chính mình làm ra tặng cho bạn. Mặc dù đồ chơi không đẹp, không cầu kỳ, nhưng những sản phẩm của các bé đều thể hiện sự san sẻ và niềm vui khi tặng cho bạn. Những đồ chơi này để dành cho cái ngày hội xuân nhân ái sắp tới là mình sẽ đem ra và mình mời gọi phụ huynh ủng hộ mua những cái món đồ chơi này về và mình dùng cái số tiền đó gây quỹ giúp cho trẻ em nghèo của phường 12 quận 5. Bài học yêu thiên nhiên cũng được các cô giáo chuyển tải đến các bé thật cụ thể. Tại sân trường, các cô còn thiết kế thêm khu vườn cây của bé để các bé gieo trồng, chăm sóc. Những hạt nảy mầm được các bé gieo vào các chai nhựa, hộp sữa đựng sẵn đất. Khi những hạt mầm cứng cáp được các bé đem trồng vào khu vườn, những chai nhựa được đục nắp dùng làm bình tưới nước cho cây. Đến kỳ thu hoạch rau, cô giáo hướng dẫn bé hái rau đem đến khu nhà bếp để chế biến món ăn. Qua đó giúp các bé hiểu được sự vất vả của những người nông dân cũng như hạnh phúc như thế nào mỗi khi thu hoạch những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Những việc làm của các cô giáo nơi đây xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề. Các cô đã dùng những vật dụng rất đơn giản, tưởng chừng như đã bỏ đi, để khơi gợi sự sáng tạo, giáo dục các bé sống biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè, người thân và bảo vệ môi trường ngay từ lúc còn nhỏ. Đồng thời, đây cũng là những việc làm cụ thể mà các cô đăng ký thực hiện cuộc vận động Tuổi Trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác. Phong trào học sinh ba rèn luyện tại các trường có đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố năm học 2012-2013 do Ban Thường vụ Thành đoàn phát động chính là môi trường để các bạn học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn. Vừa qua, tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động phong trào học sinh ba rèn luyện tại các trường có đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố năm học 2012-2013. Đây là lần đầu tiên phong trào được phát động trên địa bàn thành phố. Theo đó, để đạt được danh hiệu này, mỗi học sinh phải tự rèn luyện theo 3 nội dung: rèn luyện đạo đức tác phong, rèn luyện đạo đức tay nghề, rèn luyện kỹ năng thái độ nghề nghiệp. Bằng những việc làm cụ thể như tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, luôn thực hiện tốt nội quy của nhà trường, tích cực học tập và tham gia các hoạt động do đoàn tổ chức, vân vân. Việc xét chọn danh hiệu học sinh ba rèn luyện tại các đơn vị sẽ được hội đồng xét chọn cấp trường thực hiện và đề xuất lên cấp thành phố. Những học sinh đảm bảo tiêu chí của danh hiệu này sẽ được Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và khen thưởng. Hiện nay đó, để đánh giá đạo đức học sinh đó, nó có cái chỉ đạo của Bộ Dục Đào tạo về cái rèn luyện học sinh, rồi cái có chỉ đạo của Bộ Dục về cái đánh giá học tập. Nhưng mà cái phong trào học sinh ba rèn luyện này nó kết hợp cả hai, kết hợp cả đánh giá về đạo rèn luyện đạo đức, đánh giá cả vấn đề học tập luôn. Cho nên là tôi thấy là cái phong trào này nó rất là thiết thực và giúp cho nhà trường đánh giá phân loại học sinh chính xác hơn. Ngay sau lễ phát động, đoàn trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã triển khai phong trào học sinh ba rèn luyện đến toàn thể học sinh trong trường. Các thầy cô chủ nhiệm cùng các bạn lớp trưởng đã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện năm học 2012-2013 cụ thể, phù hợp với từng lớp. Phong trào đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường khi được các khoa hưởng ứng bằng nhiều chương trình cụ thể như hội thi rung chuông vàng tiếng Anh dành cho học sinh trong toàn khoa, hành trình thực tế đến với các cơ quan xí nghiệp cho các bạn học sinh và chương trình phỏng vấn thử thành công thật, vân vân. Để cái phong trào học sinh ba rèn luyện đi sâu vào thực tế cuộc sống cũng như là cái trong quá trình học tập của các em á,
thì đoàn trường đã thiết kế các cái nội dung hoạt động theo từng cấp trường cũng như là cấp chi đoàn, cấp lớp. Và ở trường thì tổ chức các cái sân chơi học thuật cũng như các cái sân chơi thích để phù hợp với các em, để các em có cái cơ hội rèn luyện. Tôi nghĩ là cái phong trào này nó thiết thực và bổ ích. Nó tạo một cái môi trường để cho em cũng như là tất cả các bạn khác có cái động lực để hoàn thiện cái kết quả học tập của mình hơn, cũng như là những cái kỹ năng khác. Phong trào học sinh ba rèn luyện chính là điều kiện để khích lệ tinh thần yêu thích ham học hỏi, phát huy sáng tạo, khả năng chủ động tìm hiểu đối với ngành nghề được đào tạo của các bạn học sinh. Phong trào đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của các trường, khơi dậy niềm đam mê, sự sáng tạo đối với các môn học của học sinh, giúp các em thêm yêu vào ngành nghề đã chọn và có hướng phấn đấu cụ thể trong tương lai. Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong quá trình tìm việc, trải qua cuộc phỏng vấn giả định với các chuyên gia nhân sự, được các chuyên gia góp ý nhằm hoàn thiện hơn hồ sơ tìm việc và cách thức trả lời phỏng vấn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với các doanh nhân thành đạt trên các lĩnh vực. Ngày 10 tháng 11 năm 2012, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức ngày hội phỏng vấn thử thành công thật lần thứ 7 năm 2012, thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên học sinh tham gia. Ngày hội diễn ra với chuỗi các chương trình như chương trình cùng bạn thử thách tìm việc online. Tại đây các bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn hướng dẫn phương pháp tìm việc và thao tác xây dựng hồ sơ online thông qua website tìm việc trực tuyến kiếmviệc.com, hay hội thảo kỹ năng đàm phán thương lượng trong phỏng vấn ứng tuyển và kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, đã mang đến cho các bạn những cách nhìn mới mẻ về bản thân và ngành nghề của mình. Đặc biệt với chương trình phỏng vấn thử thành công thật, các bạn đã trải qua cuộc phỏng vấn giả định với các chuyên gia nhân sự và được các chuyên gia góp ý hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và cách thức trả lời phỏng vấn. Ngoài ra, các bạn còn tham gia hội thảo chuyên đề để hiểu và nắm bắt tâm lý con người, phương pháp hòa nhập và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vân vân. Theo em thì chương trình này rất là bổ ích, giúp cho các sinh viên có thể tìm được việc làm ngay trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sau này nữa là tìm một việc làm ổn định hơn. Đến với chương trình này thì với mục đích gần nhất là tìm được một vị trí thực tập sau khi ra trường, và xa hơn nữa đó là kiếm được một vị trí trở thành một nhân viên kinh doanh cùng hợp tác với công ty. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn có cơ hội được tuyển dụng việc làm bán thời gian, toàn thời gian, thực tập tại các đơn vị doanh nghiệp khi tham gia các gian hàng. Ngoài ra, ngày hội còn giới thiệu miễn phí 2.000 đầu việc vào chỗ thực tập, phỏng vấn 2.000 hồ sơ tham gia phỏng vấn giả định. Có thể thấy, từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2012, qua 6 chương trình phỏng vấn thử thành công thật, đã có khoảng 15.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tại chương trình, hơn 4.000 hồ sơ được phỏng vấn giả định, 60 doanh nghiệp tham gia, 100 lượt chuyên gia nhân sự phỏng vấn giả định. Ngày hội năm nay thì bên cạnh những cái hoạt động cũ chúng tôi đã làm thành công, ví dụ như là hoạt động phỏng vấn thử, hoạt động giới thiệu việc làm, thì năm nay chúng tôi cũng mở rộng nhiều cái nội dung mới, mà hai nội dung tiêu biểu nhất trong đó đó là hoạt động tìm việc online. Với hoạt động tìm việc online thì các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận với nguồn việc rất lớn trên mạng internet, và các bạn sẽ được hướng dẫn về cách thức để nộp hồ sơ, nộp CV online, các cái quy trình để các bạn tiếp cận với đơn vị doanh nghiệp trên mạng. Và một cái nội dung tiếp theo nữa là chúng tôi có tổ chức cái cuộc thi tự tin vào đời. Thì cuộc thi này thì chúng tôi sẽ giúp cho các bạn sinh viên có cái sân chơi để các bạn thi thố những cái kỹ năng về phỏng vấn ứng tuyển. Và ngày hội năm nay thì chúng tôi có mở rộng về quy mô, về nội dung, về chất lượng của rất nhiều mặt để có thể phục vụ được nhu cầu của các bạn sinh viên cũng như là quý đơn vị doanh nghiệp. Ngày hội chính là cơ hội để các bạn sinh viên tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về nhu cầu trang bị kỹ năng trong quá trình tìm việc và tìm kiếm được những cơ hội việc làm tốt nhất cho bản thân. Ngày hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư năm 2012 chính là dịp để các bạn trẻ, các mạnh thường quân và các tình nguyện viên cùng nhau chung tay góp phần giúp đỡ các bệnh nhi ung thư vượt qua bệnh tật và nuôi dưỡng ước mơ đến trường của mình. Vừa qua tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn lượt bạn trẻ và các tình nguyện viên đã đến tham gia ngày hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư năm 2012 do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm gây quỹ ủng hộ cho bệnh nhi ung thư. Đến với ngày hội, điều đầu tiên mà mọi người bắt gặp đó chính là hình ảnh Hoa Hướng Dương. Khắp nơi đều ngập tràn sắc vàng của Hoa Hướng Dương. Khu vực làm qua giữa sân 4A nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng đông đúc các bạn trẻ ngồi trang trí các đóa hoa hướng dương rực rỡ.
Ai cũng muốn tự tay mình góp một đóa hoa kèm những lời chúc may mắn đến các bệnh như ung thư và thả vào dòng sông hoa hình bản đồ Việt Nam mỗi lúc một đầy thêm. Nhiều phụ huynh cũng đã đưa con mình đến tham gia ngày hội. Các em nhỏ đã tự tay mình hoàn thành những bông hoa hướng dương qua sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 10.000 hoa hướng dương mang những lời chúc gửi đến các bệnh như ung thư đã được thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu vì bệnh nhân ung thư cũng đã thu hút hơn 200 lượt bạn trẻ và người dân tham gia. Ngày hội cũng trở nên dí dỏm và tươi vui hơn nhờ hoạt động đổi hoa hướng dương lấy tranh biếm họa và vẽ hoa hướng dương lên tay, mặt cùng các tiết mục văn nghệ do các tình nguyện viên thể hiện. Khu đặt bức tranh 3D mang tên Cánh đồng hướng dương, khu triển lãm ảnh về những hoạt động của chương trình Ước mơ của Thúy và những bức tranh do chính các bệnh nhân ung thư thực hiện cũng thu hút các bạn trẻ đến tham quan. Tới cùng ngày, trong đêm giao lưu viết tiếp ước mơ của Thúy, ban tổ chức chương trình cũng đã trao học bổng cho 54 bệnh nhân ung thư khu vực phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội trở lại trường. Đây chính là một trong những động lực giúp các em được trở lại trường để thực hiện khao khát đi học. Đặc biệt, đêm hội còn có chương trình biểu diễn thời trang của các bệnh nhân ung thư với trang phục lấy ý tưởng từ hoa hướng dương, những ước mơ của bệnh nhân ung thư và các bài hát ý nghĩa của các văn nghệ sĩ tình nguyện. Đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa và nó tiếp thêm nguồn sức mạnh mới cho các em, cho các em một cái tia hy vọng mới trong cuộc sống của các em. Và mình nghĩ rằng là sinh viên thì các bạn nên tham gia những hoạt động như thế này, nó sẽ cho bạn có cảm thấy rằng là bạn sống rất có ý nghĩa và không hề vô ích. Ước mơ của Thúy không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một bạn trẻ tiêu biểu với mong muốn khát khao sống mãnh liệt đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mà đó còn là những bài học quý báu về nghị lực và sự lạc quan trong cuộc sống. Chương trình viết tiếp ước mơ của Thúy ra đời nhằm gây quỹ và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, không chỉ về vật chất mà quan trọng hơn là những giá trị tinh thần, giúp các em vượt qua nỗi đau và tiếp tục nỗ lực phấn đấu chống chọi với bệnh tật. Hơn 5 năm gắn bó với các bệnh viện, chương trình đã giúp đỡ cho nhiều bệnh nhi qua khỏi giai đoạn điều trị duy trì, trong đó có nhiều bệnh nhi đã khỏi bệnh và tiếp tục đến trường để viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên lần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 3 tháng 12 năm 2012 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2012 trong chương trình truyền hình thanh niên trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com. Điện thoại 083 829 8669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.